Sáng ngày 8 tháng 7, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, tranh án Tòa Nhân dân tối cao, chủ trì cuộc họp ban chỉ đạo với đoàn làm phim, bàn phương án xây dựng và sản xuất tập phim tài liệu Tòa án Nhân dân xét xử những đại án điển hình. Tham dự cuộc họp còn có các đồng chí lãnh đạo đơn vị chức năng thuộc Tòa án Nhân dân tối cao cùng các đồng chí đại diện ekip đoàn làm phim, hãng phim tài liệu và khoa học trung ương thực hiện quyết định số 36 ngày 12 tháng 2 năm 2020 của tranh án Tòa án Nhân dân tối cao về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020, kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Tòa án Nhân dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của tranh án về việc giao cho báo công lý tổ chức xây dựng bộ phim về các vụ án lớn, điển hình đã xét xử trong lịch sử 75 năm qua. Theo đó, báo công lý đã phối hợp với hãng phim tài liệu và khoa học trung ương xây dựng dự thảo, đề cương, trình và xin ý kiến lãnh đạo Tòa Nhân dân tối cao, đồng thời tiến tới sản xuất bộ phim tài liệu Tòa án Nhân dân xét xử những đại án điển hình, điểm lại một số vụ án lớn điển hình trong lịch sử 75 năm Tòa Nhân dân xây dựng và phát triển. Các vụ đại án trong tập phim đã được tòa án đưa ra xét xử nghiêm minh từ năm 1945 cho đến nay, như vụ án Ôn Như Hầu, vụ án Mai Văn Hạnh, vụ án Lê Quốc Túy và Đồng Phạm, vụ án xét xử Vũ Xuân Trường, vụ án Đinh La Thăng, vụ án Trịnh Xuân Thanh và nhiều vụ án khác theo như đồng chí nguyễn mạnh hồng tổng biên tập báo công lý đây là các tập phim được ekip làm phim thực hiện một cách công phu kỹ lưỡng đạt độ chính xác cao về tư liệu hình ảnh với mong muốn các đại án trong lịch sử đến nay được truyền tải lên phim một cách khách quan chân thực qua góc nhìn đa chiều Tại cuộc họp, tranh án Toàn Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã đưa ra đề xuất và cho một số ý kiến chỉ đạo về kịch bản phim, công tác triển khai, để báo công lý và hãng phim tài liệu và khoa học trung ương có cơ sở tiến hành tổ chức sản xuất, đảm bảo theo đúng yêu cầu tiến độ đề ra. Tranh án Nguyễn Hòa Bình hy vọng các đơn vị tham gia sản xuất sẽ lựa chọn các vụ án, truyền tải vào bộ phim một cách sống động, làm sao để qua các tập phim, nhân dân có thể hình dung, cảm nhận được quá trình xét xử các vụ án nghiêm minh, đúng pháp luật, nhưng cũng rất nhân văn, từ đó truyền tải những chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đồng thời qua bộ phim cũng phản ánh được những thành quả đổi mới với tinh thần quyết liệt, đấu tranh bảo vệ công lý, công bằng xã hội, từ đó làm nổi bật vai trò, sứ mệnh thiêng liêng cao cả của hệ thống tòa án nhân dân trong cả quá trình phát triển chung của đất nước. Phim tài liệu dự kiến chia làm 3 tập, mỗi tập có thể lượng từ 25 đến 30 phút, dự kiến công chiếu vào trung tuần tháng 9 năm 2020.